Đây, hôm nay tôi sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow màu cao cấp PGIFH015V Điên 15 cao cấp. Sẽ có đầy đủ tem nhãn của PGTech như này đây. Model sản phẩm sẽ phải khớp với cả số model ở trên COCQ. Đây chính là COCQ của sản phẩm. Đây các bạn thấy COCQ đây, sẽ phải có tên model trùng với tên sản phẩm ở trên này. Khi nhận được hàng chính hãng sẽ phải yêu cầu đầy đủ những giấy tờ như này. Và trên thân sản phẩm đây sẽ có số series được khắc trên thân. Đây, số series sẽ khắc trên thân sản phẩm như thế này đây. Và đầy đủ các ký tự INTA UK trùng với số series ở trên phiếu bảo hành. Cùng với đó là model trùng với số model ở trên COCQ, mà chính là hàng chính hãng. Các bạn phải lưu ý để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để lắp đặt sản phẩm hệ thống, chúng ta sẽ cần đầy đủ các linh kiện như sau. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp đặt sản phẩm vào hệ thống. Chúng ta sẽ cần phải có hai chiếc jacko ứng với cỡ của ống. Ở đây sẽ là ống nhiệt cỡ 25, thì chúng ta sẽ cần hai cái jacko ống nhiệt 25 như này. Và đây là hai chiếc gen trong 1/2 inch điên 15 của ống nhiệt 25 để lắp vào hai đầu của chiếc ActiveFlow này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào lắp đặt ActiveFlow vào hệ thống. Đây, ActiveFlow này cho hộp ra sẽ như này. Sẽ có hai phần đầu nối ống đồng ở đây. Thì đây là tiêu chuẩn của Anh Quốc, nó sẽ kết nối ống đồng. Chúng ta sẽ sử dụng ống nhiệt, ống nhựa nên sẽ không dùng ở đây. Chúng ta có thể bỏ đi. Bây giờ bắt đầu quấn băng tan vào hai đầu của ActiveFlow. Rồi, sau đó tiến hành đấu nối hai phần gen trong ứng với loại ống của các bạn vào. Ở đây sẽ là ống nhiệt 25, gen trong điên 15, 1/2 inch. Kìm thì siết lại. Chúng ta sẽ cần kìm. Đây, tiếp theo sẽ đấu hai giác co này, hai đầu của ActiveFlow này. Ở đây chúng tôi sẽ dùng máy hàn nhiệt để có thể hàn ống này vào với ActiveFlow. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định vị trí lắp đặt thiết bị ở trên đây. Ở đây chúng tôi sẽ lắp ngay trước khi vào tép nước để có thể dễ dàng lắp đặt cũng như xem xét sau này. Đây, tôi sẽ đem cắt ống. Ta xem chúng ta gáy sẽ cắt một khoảng chiều dài để có thể khớp với cả ActiveFlow để sau đó sẽ lắp vào. Đây, sẽ cắt một đoạn đây rồi sau. Rồi, và từ đoạn ống này thì sẽ dùng để đấu luôn vào hai đầu của chiếc gáy đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nối giác co này vào ActiveFlow ở đây. Hai đầu lưu ý khi lắp đặt ActiveFlow dòng cao cấp, ta sẽ phải lắp theo chiều mũi tên trên sản phẩm, theo chiều dòng chảy, theo chiều mũi tên. Như vậy là chúng tôi đã tiến hành đấu nối xong hai đầu jack co này vào thiết bị đây. Các bạn có thể thấy đây, sẽ đấu hai đầu jack co này. Tiếp theo sẽ đấu hai đầu jack co này lên trên đường ống kia. Đây, chúng ta sẽ ướm. Đây là chiều dòng chảy, chúng ta sẽ phải lắp
đây là đầu dòng chảy, đây là cuối dòng chảy, thì ta sẽ phải lắp theo chiều như này. Đây, đúng theo chiều mình tên, lắp lên đây.